Xin chào các bạn nha, mình giới thiệu với các bạn bầy chó này là được 1 tháng này nha các bạn. Bầy thì có 5 con nha các bạn nha, cũng mặt trơn luôn nha các bạn. Được 5 con, được 1 tháng nha. Cái này không có gì thay đổi là 1 tháng nữa là mình lại đã bầy thôi nha các bạn. Mình đang có một bầy 9 con nha các bạn nha. Đang có một bầy 9 con đấy là sang tuần là mình đã bầy nha các bạn. Bầy này có 5 con đây các bạn nha. Mình ở Long Khánh, Đồng Nai nha các bạn nha. Số điện thoại của mình là 0982 481 471. Rồi bắt đầu giỏi. Quay cái mặt ra. Mình cho các bạn xem cái bầy 9 con đấy các bạn. Nó ở trong nhà, nay nó mưa quá thì mình chưa có đưa ra ngoài để mình quay cho các bạn xem sơ thôi nha. Các bạn thông cảm nha, chơi tới luôn. Đây bầy này bầy 9 con đây. Cái bầy này là bầy bữa trước là mình đã quay lên 1 tuần rồi nha các bạn nhé. Nằm trong này nó hơi tối. Bầy này 9 con. Sang tuần cái bầy này là mình rã nha các bạn. Rồi xin chào các bạn.